Nay chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể kiểm tra cái số liệu mà ở trong cái bảng cân đối phát sinh này. Nó có những lúc mà các bạn làm số liệu ấy thì nó xảy ra cái trường hợp là khi chạy các cái tài khoản từ cấp 2 thì cái bảng cân đối phát sinh này ấy, là kéo xuống dưới cùng thì cái phát sinh nợ phát sinh có nó vẫn bằng nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta chạy cái tài khoản cấp 4 ấy, thì có khi nó lại không không bằng nhau, có nghĩa là có những cái trường hợp mình hạch toán vào tài khoản tổng hợp. Hạch toán vào tài khoản tổng hợp có nghĩa là như nào? Trước đấy là mình đã hạch toán vào cái tài khoản, ví dụ tài khoản cấp 2 rồi. Ví dụ này, ở cái tài khoản 133 này, các bạn đã hạch toán vào tài khoản cấp 2 rồi, 1331 rồi. Nhưng mà sau đây các bạn lại sau một loạt chứng từ các bạn đã hạch toán vào rồi thì các bạn lại mở thêm cái tài khoản 13311. Thế thì có nghĩa là các bạn mở cái tài khoản cấp cấp 2, cấp 3 cho nó, cấp 4 cho nó. Thì những cái chứng từ ở trước đấy chúng ta đã hạch toán vào tài khoản cấp 2 rồi, nó không thể tự động mà nó chuyển sang cái tài khoản cấp 4, cấp 3, cấp 4 được, vì bản thân phần mềm không thể hiểu được là các bạn mở ra là có bao nhiêu tài khoản cấp 3, cấp 4 nữa. Thành ra nó không thể chuyển số liệu cho các bạn vào một cái tài khoản nào cả. Thành ra nó vẫn nằm ở cái tài khoản cấp 4 thì cấp 2 thì khi chúng ta làm ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái việc chạy bảng cân đối phát sinh tài khoản cấp 2 thì nó đúng, nhưng mà sang cấp 4 thì nó lại không đúng. Tại vì số liệu được đưa vào cái tài khoản mà nguyên tắc của phần mềm là nó căn cứ vào cái số tài khoản để nó lọc ra dữ liệu và hiện lên trên cái bảng báo cáo cho các bạn. Thế nên là chúng ta chỉ có một cái cách kiểm tra như thế này thôi. Chúng ta vào trong cái phần tiện ích này, chúng ta chọn báo cáo thì nó sẽ hiện ra cái màn hình này. Chúng ta sẽ chọn sổ cái tài khoản mẫu quản trị. Khi chúng ta chọn tài khoản mẫu quản trị thì sổ cái tài khoản mẫu quản trị thì đây là một cái loại sổ mà chúng ta có thể dùng để kiểm tra tất cả những cái số liệu của chúng ta, nó hiển thị tất cả những số liệu chúng ta làm ở trong này. Thế thì ở đây khi chúng ta chọn cái tài khoản này thì chúng ta sẽ cái báo cáo này chúng ta không chọn tài khoản và để nó hiển thị tất cả, chúng ta chọn từ ngày đến ngày. Sau đấy chúng ta đồng ý thì nó sẽ hiện ra một cái bảng này. Có thể trong cái mẫu quản trị này nó có các cái tính năng là tính năng ví dụ thêm báo cáo và lưu báo cáo, là chúng ta đã có sẵn những cái báo cáo rồi. Thế thì để chúng ta có thể làm được cái báo cáo này và kiểm tra ấy, thứ nhất trong cái bảng báo cáo của chúng ta phải có ngày chứng từ và số chứng từ, rồi là tài khoản và tài khoản đối ứng. Ít nhất là phải có bốn cột này thì chúng ta mới kiểm tra được. Thế nên khi mà có cái báo cáo sẵn này rồi ấy, chúng ta không nhìn thấy số liệu gì cả thì chúng ta kích chuột phải ở giữa màn hình chúng ta bỏ lọc. Nếu như trong trường hợp mà ngày chứng từ với chữ số chứng từ này, tài khoản và tài khoản đối ứng không hiển thị lên ở đây thì chúng ta chọn ẩn hiện cột này, chúng ta kéo xuống này, rồi là chúng ta chọn ngày chứng từ này tích vào, rồi là số chứng từ tích vào, rồi là tài khoản nợ tài khoản có. Đấy thì sau đấy chúng ta chọn đồng ý thì chúng ta nhìn này, lúc chúng ta đưa con chuột lên ở chỗ cái ô tài khoản và kéo lên cái góc này của nó thì nó hiện ra một cái phễu màu đen. Thế thì ở đây thì cái phễu gì mà nhìn trông như cái chìa khóa. Rồi thì cứ ví dụ đó là cái phễu đi, thì các bạn nhìn thấy này, khi các bạn đưa chuột vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó lọc ra tất cả những cái tài khoản mình hạch toán. Thế ở đây có một cái vấn đề là chúng ta kéo như thế này làm sao chúng ta biết được cái tài khoản tổng hợp hạch toán vào tài khoản, các chứng từ đưa vào tài khoản tổng hợp, thì chúng ta sẽ nhìn cách nhìn của chúng ta như thế này. Ví dụ như ở đây là cái tài khoản 141, thế nhưng mà ở trên cái tài khoản nó sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần, cho nên là ở trên cái tài khoản 1411 này nó lại có thêm một cái tài khoản 141, thì có nghĩa là cái tài khoản 141 là cái tài khoản mà nó 141 là cái tài khoản tổng hợp, thì chúng ta tích vào thì nó sẽ hiển thị những cái chứng từ mà chúng ta hạch toán vào tài khoản tổng hợp 141. Ví dụ là nó hiển thị bên trên này nhé, chứ đây 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 là cái số liệu này, số liệu chuẩn nó không có cái lỗi đấy, nhưng mà các bạn nên để ý ví dụ như tài khoản 133 này, 11 này. Nhưng mà ở trên này nó có một cái tài khoản cũng 133 nhưng mà nó chỉ có 1331 chứ không có số 1 nữa. Thì chúng ta tích vào thì nó sẽ hiển thị những cái chứng từ mà mình hạch toán vào cái tài khoản đấy. Thì chúng ta xem chứng từ đấy thì chúng ta sẽ sửa. Đấy, chúng ta có thể kích đúp vào màn hình, thì kích đúp vào cái dòng này thì nó sẽ hiển thị ra cái chứng từ để chúng ta có thể chọn sửa, bỏ ghi và sửa. Ví dụ thế. Nên là sau khi chúng ta sửa xong thì chúng ta thoát và chúng ta chạy lại bảng cân đối phát sinh tài khoản để chúng ta kiểm tra.
Xin cảm ơn tất cả các bạn.